Hello, xin chào. Tối nay mình có thời gian rảnh nên là mình đi vào gym để xem là ở trên YouTube này thì có anh em nào theo dõi cái kênh của mình hay là không. Ai đang theo dõi mình đi vào gym thì hãy comment nào. Comment phía dưới nhé. Alo, một người xem rồi. Ai đây? Nhắn tin đi nào. Thả tim nào. Bạn nào đang xem này? Ồ. Thì không, chào đi không. Thấy con nét không? Hello, Thúy Hồng. Thấy con nét không? Nào, anh em vào xem nào và đặt câu hỏi cho mình nào. Mới có một người bạn bạn Thúy Hồng, bạn rất thích màu hồng. Chà, nét à, chắc là mạng mạnh đấy, mình đang ở khách sạn mà. Nào, anh em vào xem và đặt câu hỏi cho mình nào. Lần đầu tiên quay video trực tiếp nào anh em, trả lời vài câu hỏi rồi mình đi ngủ nào. Thì không có bạn nào coi thì mình cũng quay trực tiếp rồi, bạn cũng có thể vào xem của mình. Thì thời gian gần đây các chính phủ Nhật Bản đã thông qua một cái bộ luật mà năm 2009, năm 2019 nó sẽ có hiệu lực, đó là về vấn đề tiếp nhận lao động phổ thông nước ngoài. Thì những cái chính sách người nhập cư, không phải chính sách nhập cư mà là chính sách cấp visa cho lực lượng lao động ở nước ngoài, trong đó có Việt Nam, thì mình nghĩ rằng đó là cái cơ hội tạo điều kiện cho rất là nhiều anh em qua Nhật làm việc. Và mình cũng hy vọng rằng họ sẽ thay đổi những cái vấn đề trọng tâm như là thời gian làm việc này, rồi là bậc lương này theo từng ngành nghề. Ví dụ như bạn làm nhà xưởng thì mức lương nó sẽ khác, và anh em nào mà đi làm công trường ấy thì mức lương nó sẽ khác. Ví dụ như ở Hàn Quốc ấy, thì lúc trước thì mình cũng có xem thời sự ở trên trên TV ấy của Nhật ấy, thì người ta cũng so sánh một cái chương trình EPS của Hàn Quốc. Thì ở chương trình của Hàn Quốc thì người ta tiếp nhận lao động từ chính phủ các nước, sau đấy họ sẽ đưa về cái công ty tiếp quản đấy. Thế nên là họ không thông qua một cái công ty nào. Ví dụ như các bạn đi Nhật thì các bạn phải thông qua một cái công ty phái cử hoặc là một cái tổ chức phái cử. Như đi công ty ngoài thì có các cái công ty mà bộ cục quản lý lao động ngoài nước ấy, thì người ta cấp các cái chứng chỉ, các cái điều kiện cho các cái công ty phái cử thực tập sinh Việt Nam qua Nhật. Và khi các bạn qua Nhật thì các bạn cũng chịu sự quản lý của một nghiệp đoàn. Đấy, đó là sự khác biệt giữa hai chương trình. Và thứ hai ấy là EPS thì người ta tiếp nhận bạn dưới dạng là lao động. Thế nên là lương của các bạn rất là cao, cao ngang bằng với các cái lao động của Hàn Quốc. Nhưng mà nhiều anh em qua Nhật làm việc ấy thì chỉ là thực tập sinh thôi. Mà mình cũng nghĩ rằng là không ai mà đi thực tập lận 3 năm. Công việc chỉ cần học khoảng tầm 2 tháng là mình thành thạo được công việc. Thế nên là mình nghĩ chính phủ Nhật Bản nên là thay đổi cái vấn đề này. Nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái uy tín của chính phủ Nhật Bản. Thì Mỹ nó đang gây sức ép cho Nhật Bản về cái chương trình này. Đấy. Và mình rất mong sau sau cái lần mà thông qua luật này, họ sẽ có những cái quyết định điều chỉnh, ví dụ là thời gian làm việc này, rồi là định mức lương của từng ngành nghề là khác nhau này, rồi rất là nhiều quyền lợi cần thay đổi cho người lao động nước ngoài. Bởi vì người lao động nước ngoài sang Nhật làm việc ấy, thì người ta chịu nhiều rất là thiệt thòi đấy. Ồ, hai người hãy xem. Chào lát nha.
lát mà không hiểu mấy cái phía trước thì xem lại từ đầu nhá, nhưng mà cũng không có gì đâu. Hello, lần đầu mình Liver Gym thì có hai người rồi, có hai người vào xem, cảm ơn hai bạn nhé. Thì và mình cũng mong ấy, cái chương trình Em Japan, một cái chương trình quốc tế với sự tham gia của Nhật Bản, Việt Nam, Philippines, Thái Lan, Indonesia, rồi bang Bangladesh đấy, và một số nước nữa, thì mình nghĩ rằng ấy, để thay đổi để cho nó phù hợp với cái điều kiện hiện tại, bởi vì hiện tại ở Nhật Bản thì nguồn lao động họ thiếu rất là nhiều, cực kỳ thiếu, thiếu trầm trọng, đặc biệt là những cái ngành nghề mà lao động phổ thông ấy, họ thiếu rất là nhiều. Và trong cái thời gian tầm khoảng 5 năm hoặc 10 năm nữa ấy, thì ở Nhật Bản thì người ta vẫn sẽ có cái nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông ở Nhật Bản rất là nhiều. Và gần đây thì nếu mà những thay đổi về chính sách visa cho các cái đối tượng lao động phổ thông từ các nước đang phát triển vào Nhật làm việc, nếu mà có thay đổi theo một chiều hướng tích cực tốt ấy, thì mình nghĩ rằng nếu mà sau này mà anh em nào mà qua Nhật làm việc ấy, thì đó cũng sẽ có là một trong những cái cơ hội làm việc tốt, bởi vì họ sẽ chú trọng đến những cái quyền lợi về tiền lương này, về các cái chế độ phúc lợi khác đấy. Ví dụ như là các bạn có thể là làm việc sau làm việc 3 năm, gia hạn thêm 2 năm nữa là 5 năm, và sau 5 năm nữa thì các bạn nếu mà thi đỗ các cái kỳ thi ấy, bạn xin đấy. Mặc dù là chưa thể bảo lãnh người thân hoặc là anh em qua, nhưng mà đó cũng là một cái cơ hội tốt, bởi vì khi mà các bạn visa vĩnh trú ấy, thì các bạn có thể là như là một người Nhật đấy, các bạn có thể đi đi về về Việt Nam, và cái mức lương của bạn nó sẽ ngang bằng với người Nhật đấy, rất là tốt. Ví dụ như là thực tập sinh mà quay lại ở Nhật, như một số người mình biết, thì lương khoảng tầm 2 triệu, 2 triệu rưỡi đấy. Nếu mà sau này sau cái mà điều luật thông qua ấy, thì nó sẽ bổ sung những cái mình nghĩ rằng nó cũng sẽ thay đổi thôi, bởi vì nó phải phù hợp, bởi vì trước đây cái nguồn lao động phổ thông của Nhật thì nó cũng đang thiếu vừa, nhưng mà dần dần ấy nó thiếu rất là nhiều, thế nên là phải mở rộng để có cái chính sách thu hút. Và khi mà người ta mở rộng cái lao động phổ thông ấy, thì người ta phải xây dựng rất là nhiều cái. Ví dụ như là các bạn qua Nhật làm việc thì trước đó các bạn phải học tiếng Nhật thật tốt, các bạn mới có thể qua Nhật làm việc được. Và khi qua Nhật thì họ cũng sẽ phải quản lý bạn đấy. Thế nên là mình nghĩ rằng các bạn nếu mà có ý định đi Nhật ấy, thì nên thứ nhất là chuẩn bị tinh thần, thứ hai là học tiếng Nhật cho tốt. Qua Nhật thì nếu mà các bạn qua Nhật tiếng Nhật của bạn mà tốt ấy, thì các bạn có thể là hòa nhập với cuộc sống ở Nhật rất là nhanh, rồi là đi chơi rất là nhiều nơi vui vẻ, cuộc sống nó cũng đỡ đỡ tủi thân và nhàm chán đấy. Ôi, hai người mà bây giờ còn một người. Hello, bạn nào một người đây, bạn nào một người đây, nào comment nào, bạn nào một người đây comment nào, comment comment. À trời ơi, Thúy Hồng out rồi hả? Hello. Cảm ơn lát nha. Thì nếu mà ví dụ như là ở Việt Nam đúng không? Nếu mà anh em mà tùy vào cái điều kiện học của mình, rồi là tùy tùy vào cái năng lực học của mình ấy, rồi là tùy vào cái điều kiện gia đình mình, ví dụ như là có điều kiện mình có thể là đi học đại học ở Việt Nam này, đi học kỹ thuật ở Việt Nam này, rồi là các bạn cũng có thể là đi học cả cái trường tiếng ở Nhật, thì đó cũng các bạn cũng có thể đi qua được. Ví dụ mình nói như thế này, khi mà người ta mở rộng cái lực lượng lao động phổ thông ấy, thì người ta cũng yêu cầu rất là nhiều. Ví dụ như là khi mà người Việt ở Nhật đông ấy, thì người ta cũng các cái dịch vụ, rồi là các cái công việc liên quan giữa những người Nhật và người Việt ấy, thì họ cũng phát triển rất là nhiều đấy. Và những cái công việc ví dụ như là ngân hàng này, giới thiệu việc làm này, thì nó cũng sẽ phổ thông hơn hơn bây giờ rất là nhiều.
thì đó đó cũng là một cái cơ hội nghề nghiệp cho các bạn nếu mà các bạn định hướng là đi học đại học hoặc là đi học tiếng. Còn các bạn đi học đại học thì các bạn có thể học những cái ngành mà các bạn có thể qua Nhật làm việc, ví dụ như là học học gì nhỉ, học học điều dưỡng này, học kỹ sư này, học IT này, học cơ khí này, học bên cơ khí chế tàu máy, ví dụ mấy cái ngành như thế, xây dựng này đấy, mấy cái ngành như thế sang kỹ sư ở Nhật Bản cũng được, kỹ sư nông nghiệp đấy cũng được đấy. Và khi mà các bạn đó ví dụ như là các bạn học kỹ sư thì các bạn có thể học lên N2 hoặc là N3, các bạn có thể đầu tư thời gian đi học tiếng Nhật thay vì các bạn học tiếng Anh nhé. Thay vì các bạn học tiếng Anh thì các bạn có thể là học tiếng Nhật để đi qua Nhật đấy. Còn các bạn nào mà học xong phổ thông này, trung học phổ thông, nếu mà không được năng lực học mà không học lên được, hoặc là các bạn muốn đi làm ngay để giúp đỡ 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 đần gia đình thì các bạn có thể là đi đi Nhật luôn. Bởi vì ví dụ như các bạn đi Nhật rồi rồi các bạn đi thêm 2 năm nữa là được 5 năm, sau đấy thì các bạn cũng cố gắng học làm ở lại Nhật thêm và các bạn nhận một cái visa vĩnh trú chẳng hạn. À, khi mà có visa vĩnh trú thì các bạn có thể là đi đi về về Việt Nam đấy. Xin việc cũng nó cũng tự do hơn. Và mình cũng mong sau này ví dụ cho bạn học làm việc sau 5 năm ấy, các bạn có visa vĩnh trú ấy thì các bạn có thể là đổi công ty. Các bạn có thể đổi công ty từ công ty A công ty B đấy. Bạn Lát hỏi mình là hình như IM Japan hầu hết là đơn hàng xây dựng đúng không anh? So với Việt Nam thì có áp lực hay là không? Thì như thế này. Công nhận nhé, mình công nhận là IM Japan đơn xây dựng cũng nhiều. Đấy, mình vẫn công nhận nhé. Còn công việc có áp lực hay là không ấy, đó là ở cái bản thân của mình. Ví dụ như các bạn học ở IM Japan ấy thì họ sẽ được đào tạo cho các bạn rất là bài bản luôn. Ví dụ về tiếng, bạn học tiếng các cái giáo trình ở IM Japan ấy thì họ sẽ thiết kế một cái giáo trình mà trong cái giáo trình đấy tuy là rằng các bạn chỉ học hết hết 25 bài giống như là một cái quyển Mina Nihongo 1 thôi, nhưng mà trong 25 bài đấy ấy, thì nó sẽ có những cái bài từ bài ba mấy, có những bài bốn mấy trong cái quyển Mina 2 luôn. Có nghĩa là họ xây dựng một cái nội dung học phù hợp cho các bạn. Đó là những cái cần thiết cho các bạn khi qua Nhật. Đấy. Mặc dù các bạn không học đến quyển 26 bài đâu, mới học 25 bài, nhưng mà các bạn đã có thể là học đến những cái bài của quyển Mina 2. Và ở đấy thì các bạn cũng thể học được văn hóa Nhật Bản này, cách giao tiếp này, người ta dạy rất là nhiều. Ví dụ như là so với cái thực tập sinh ở bên ngoài, đi ngoài nhá, so với thực tập sinh IAM Japan ấy, thì thực tập sinh IAM Japan ấy, khi nào cũng có một cái tiếng nói nhất định. Đấy. Ví dụ như là lúc trước mình có đi thi mà đi thi tay nghề ấy, thì gặp một số anh em ở công ty ngoài và có người quản lý thầy người Việt Nam thì hỏi là họ thì họ họ đi thi ấy cũng ngành nghề với mình, họ cũng đi thi tay nghề với mình, nhưng mà họ phải có một cái người gọi là thầy ở trên nghiệp đoàn xuống đi để hướng dẫn, bởi vì các bạn ấy giao tiếp không được tự tin, không được tốt. Còn bọn mình thì là người công ty chờ đến rồi là người công ty đi chờ đấy, là bọn mình tự thi, tự nghe hướng dẫn hay là tự làm bài thi thôi. Đấy. Rồi là ra công trường ấy, như mình đi làm công trường này. Thực chất đi công trường, đặc thù của đi công trường như thế này là buổi sáng các bạn phải dậy sớm, có bữa gì có bữa dậy muộn, có bữa dậy sớm, có người thì 5 giờ, có người thì 6 giờ, có người thì 7 giờ. Còn như bản thân mình thì có hôm như hôm nay là 4 giờ mình phải dậy này, 5 giờ mình đi rồi này. Đấy, nhưng mà có những bữa thì mình lên công ty 9 giờ. Rồi là có những bữa mình đi làm cũng khoảng tầm 6 rưỡi 7 giờ mình mới đi làm. Đấy, tùy. Mà nhưng chắc chắn một điều ấy, cái thời gian mà các bạn di chuyển từ công ty này, từ nhà đến công ty và từ công ty ra công trường, nó sẽ mất mất một khoảng thời gian nhất định, như là ít nhất là khoảng trung bình là khoảng hơn 1 tiếng, 1 tiếng 20 phút gì đấy. Đặc thù cái công việc công trường là như thế, và cái điều kiện tăng ca ấy, nó cũng 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 không phải là nhiều so với những người anh em làm công xưởng. Nhưng mà
Mình nghĩ rằng ấy, nếu mà đi mình quyết tâm được, mình học tiếng tốt được thì qua Nhật mình nhanh nhẹn, rồi là trong công ty cũng rất là vui vẻ luôn. Mình làm ở công ty ai cũng quý, nhiều anh em đi làm với nhau cũng quý, ai đi làm ai cũng muốn đi làm với hai thằng Việt Nam. Thế còn như mình thì mình đi công trường suốt. Công trình của mình thì có lẽ là chỉ có Hokkaido và vùng Kyushu thì mình chưa đi thôi. Đấy, hiện tại thì công ty của mình là Chiba nhé, sát Tokyo. Nhưng mà ngày hôm nay mình đi làm ở tỉnh Fukushima. Tỉnh Fukushima nhé. Và ngày hôm nay đi làm trong một cái nhà máy điện hạt nhân ấy. Làm công trình trong đấy. Thì làm ở đây làm tầm khoảng 10 ngày. Tuần trước là mình làm thứ bảy rồi. Ngày hôm nay là mình làm hết tuần này và hết tuần tuần sau là đến Tết dương lịch luôn. Đấy. Đi làm công trường rất là vui, các bạn đi rất là nhiều nơi, biết được rất là nhiều thứ mà nó cũng đỡ áp lực. Nhiều anh em đi làm công xưởng áp lực cực kỳ, vào làm một mạch từ đầu đến cuối, người thì đứng này, người thì người 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 thì người thì ngồi, cũng rất là mệt. Công việc nào cũng áp lực hết, không kể công trường hay là không kể 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 ấy đâu, cơ bản là do bản thân mình. Đấy. Mình phải tự tạo một cái môi trường, mình học hỏi này, mình làm việc này, rồi là mình hòa đồng với mọi người, với người Nhật ấy thì họ cũng rất là quý mình. Đấy. Còn như bạn Lát bạn nó hỏi mình là 8 tháng học ở IELTS Japan như thế nào, thì nói như thế này, ở học ở IELTS Japan ấy thì họ xây dựng cho mình một cái lộ trình học, nói chung mình nghĩ là cũng là khoa học. Bởi vì họ biết được là khi qua Nhật ấy, người thực tập sinh họ cần cái gì, thiếu cái gì. Họ phổ biến rất là nhiều thứ. Chắc, ví dụ như các bạn vào học tiếng Nhật, họ có những cái bài test liên tục. Ví dụ như là một tuần sẽ có một cái bài test một lần. Test test liên tục để đánh giá cái mức độ học của học viên. Đấy. Và có những cái hỗ trợ nhất định. Ví dụ như thế này. Ví dụ như là hàng tuần sẽ có một cái bài test. Đấy. Có một cái bài test về tiếng Nhật trong cái nội dung mà một tuần các bạn đã học, và khi mà các bạn làm bài test đây xong ấy, và cái điểm chẳng hạn cái điểm của bạn trên 70 điểm nhé, thang điểm 100 nhưng mà điểm của bạn trên 70 điểm thì các bạn vẫn gọi vẫn đi học bình thường. Còn những cái bạn nào mà dưới 70 điểm, có nghĩa là những cái bạn đấy có học lực kém, có nghĩa là cái mức độ tiếp thu của bạn đấy về tiếng Nhật nhé không được nhanh bằng các bạn khác, thì các bạn phải đi đi học một cái lớp gọi là lớp bổ bổ túc. Đấy. Họ sẽ dạy lại cho những cái các bạn chỗ nào chưa hiểu, có nghĩa là thời gian học của những cái người mà học ít hơn ấy, họ cũng sẽ được bồi dưỡng kiến thức, giống như là bồi dưỡng học sinh nhiều của mình cái hồi mình học cấp 2, cấp 3 ấy. Đấy. Và nhưng mà các bạn yên tâm đi, có rất là nhiều anh em nhé, học không biết cái chi nhưng mà họ cần cù, họ chăm chỉ cực kỳ luôn. Họ về họ đọc từ vựng này, họ học này, họ viết này, họ chép này, họ ghi này. Nói chung là khi mà các bạn tham gia chương trình IELTS Japan ấy, các bạn phải chuẩn bị một cái tinh thần, một cái quyết tâm rất là cao. Bởi vì khi mà vào một cái môi trường mà cho dù mình nghĩ rằng ở Việt Nam trong cái thời gian học đấy nó còn áp lực hơn rất là nhiều so với khi mà các bạn qua Nhật. Qua Nhật là cực kỳ thoải mái luôn. Đấy. Trong quá trình học đấy các bạn test liên tục một tuần một lần, các bạn nào yếu, sức học yếu thì các bạn sẽ học lại, nhưng mà mình nghĩ chắc các bạn chỉ cần chăm chỉ cần cù thôi, các bạn không cần thông minh, các bạn không cần thông minh, các bạn chỉ cần chăm chỉ cần cù, học viết, rồi là gọi là luyện tập ấy, luyện tập đi luyện tập lại đấy, luyện tập đi luyện tập lại. Các bạn có thể là từ này các bạn có thể chưa học thuộc nhưng mà các bạn dành thời gian nhiều hơn các bạn khác. Hello, chào bạn Mai Văn Thái nhỉ. Đấy, quá trình học như thế mình nghĩ là cũng áp lực nhưng mà nó sẽ có một cái giá của nó. Khi mà các bạn qua Nhật ấy, các bạn sẽ tự tin hơn rất là nhiều. Khi mà các bạn nói các bạn là thực tập sinh IELTS Japan thì những người khác họ sẽ biết các bạn ở một cái đẳng cấp, một cái trình độ khác hẳn so với bên ngoài. Đấy. Còn cái chi phí ăn ở ấy trong vòng 8 tháng như thế này. Ngoài những cái chi phí như là vé máy bay này, các bạn không mất một cái khoản, các bạn chỉ mất chẳng hạn như là các bạn mua một cái bộ quyển học, mua một cái bộ quyển học sách khoảng tầm mấy chục đấy thôi. Rồi là sách vở viết,
các bạn viết như thế nào, học như thế nào, đồ dùng các bạn học như thế nào, các bạn mua về học. Đấy. Rồi là ăn ở. Ăn thì thường thường là như thế này, lúc trước bọn mình mới tập trung vào ấy thì thầy thầy ở trên phòng đào tạo bảo là lớp trường chia ra các cái đội. Đấy. Ví dụ như là ở một phòng là thành một đội là đi ăn chung với nhau. Và nộp tiền, ví dụ như là các bạn học ăn cơm trưa, ăn cơm tối. Nhưng mà hình như ấy cái sau cái đợt khóa của mình ấy thì các bạn ấy không 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 có cái đóng tiền ăn buổi tối nữa, chỉ có ăn buổi trưa thôi. Có nghĩa là 12 giờ học xong. Đúng 12 giờ học xong là cả lớp xuống nhà ăn. Ăn có nghĩa là cái bữa trưa các bạn sẽ đóng đóng một lần một tuần ở cái nhà ăn ở canteen ở trong cái trung tâm đào tạo ấy. Còn ăn sáng và ăn tối thì các bạn tự lo. Đấy, buổi chiều thì các bạn có thể là đi ra ngoài đi ăn quán cơm quán gì đấy, ăn phở, ăn bún gì đấy. Nhưng mà trong canteen họ cũng có đồ, không các bạn không ngại đâu. Thì chi phí ăn ở, ví dụ như là sáng làm tô bún 20, bữa trưa thì khoảng 20 nữa, rồi là bữa tối khoảng 20, đó là một ngày là các bạn khoảng 60.000 tiền ăn. 60.000 tiền ăn, nhưng mà thỉnh thoảng lai rai làm chai nước, anh em ngồi nói chuyện với nhau này, rồi là cộng khoảng thêm 40 nữa đi, là ngày khoảng 100.000 tiền ăn là thoải mái nhé. Còn cái tiền ăn à, tiền tiền ở này, tiền ở thì cũng rẻ, 20 mấy nghìn. Như đợt mình học ở đấy là có 20 mấy nghìn thôi, 27 28 nghìn một ngày thôi. Đấy. Rồi tiền điện tiền nước thì anh em ở chung như giá điện thôi, một phòng 10 người, điện nước rồi là anh em dùng như thế nào thì trả hàng tháng như vậy, nó cũng rẻ không đắt. Đấy. Còn ngoài ra các bạn không phải đóng một cái khoản phí nào. Có nghĩa là mấy cái chi phí đấy các bạn tự quản lý, tự chi tiêu hết. Các bạn không có nộp cho ai, không không chẳng qua cái tiền phòng ở cái túc ký túc ấy là mình thuê thì người ta thu hộ mình để trả cho cái trường, cái trung tâm họ thuê thôi. Đấy. Rồi, có bạn nào hỏi chi nữa không? Để trả lời luôn. Còn mình nói thật, qua nhà tuy bọn mình làm công trường nhé, lương chín man chưa ăn, lương thấp, nói thật là thấp nhất luôn của cái hội đi Nhật Bản luôn. Bọn mình ấy là thuộc dạng cái hội là đi 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 Nhật Bản là cái lương chín chín man một tháng. Nhưng mà mình nghĩ rằng là cái gì nó cũng có cái giá của nó. Có nhiều anh em xui lắm, qua Nhật làm việc gặp cái công ty nó không ra gì, nó không coi mình ra cái gì. Mà chưa kể là có nhiều lúc là cũng nguyên nhân cũng là do mình, mà cũng nhiều nguyên nhân là do họ. Đấy, nhưng mà mình nghĩ rằng anh em nào mà học tốt tiếng Nhật này, rồi là hiểu về văn hóa của nó này, thì chắc chắn những cái vấn đề liên quan đến 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 sự khác biệt về văn hóa, sự khác biệt về ngôn ngữ thì nó cũng sẽ khác nhau. Họ sẽ đối xử khác nhau. Mà người Nhật thì ai cũng khó tính. Từ những đứa trẻ đến những ông bà già, họ khó tính, họ kỹ tính, không phải là khó tính, họ kỹ tính, nhưng mà ngoài cuộc sống thì họ cũng vui vẻ hòa đồng. Bạn bè mình qua Nhật nhiều ấy, rồi là cũng thân quen rất là nhiều người Nhật, rồi là đi đi ăn rồi đi chơi, rồi là người Nhật họ cũng 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 qua Nhật có được ở chung với anh em Việt Nam không? À, hello. Qua Nhật được ở chung với anh em Việt Nam không? Là như thế nào ta? Ví dụ như thế này. À, công ty mình là hai người thì công ty sẽ thuê một cái nhà, không phải một cái phòng, một cái nhà rất là to. À, ví dụ bởi vì ở bên IM Japan ấy, họ sẽ có một cái điều khoản gọi là diện tích tối thiểu trên một người. Ví dụ các bạn ở một người thì diện tích của các bạn tối thiểu là 20 mấy, 30 mấy mét vuông. Một cái nhà, một cái phòng, có nghĩa là cái diện tích sống ấy. Còn cái nhà của mình hai thằng ở nhé, hôm sau mình sẽ quay cho anh em xem, rất là rộng, rộng chán chê luôn. Nhà hai phòng rộng. Còn nhiều anh em thì qua Nhật thì ở ở riêng thôi, nếu mà một công ty là ở riêng một mình một nhà. Còn là qua 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 Nhật qua Nhật mà sống sống chẳng hạn như công ty có 4 5 người thì anh em Việt Nam sẽ sống chung với nhau,
Nhưng mà ví dụ như là các bạn muốn ở chẳng hạn như là thằng kia nó không không hợp tính với mình, nói chuyện không hay, mà thằng kia nói chuyện hay nhưng mà nó chưa chế phòng, thì anh em có thể là nói lên công ty là có thể là giúp chuyển 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 phòng vì cho vui đấy, họ cũng sẽ sắp xếp cho bạn. Rồi bạn nào đi lính đấy nhỉ, anh em nào mà đi lính về ấy, họ mê lắm, họ mê dân đi lính lắm đấy. Anh em nào đi lính về là đó cũng là một cái lợi thế đấy. Đấy, họ cũng ưu tiên, họ cũng 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 nhiệt tình với cái mấy anh em đi lính. Những hồ sơ nào anh em mà có đi lính, viết đi lính họ cũng dễ nhận lắm, nhanh nhanh tuyển lắm, nhanh tuyển cực kỳ luôn đấy. Còn mình qua Nhật thì cũng được 1 năm 1 tháng rồi. Ngày hôm kia thì sếp lại vỗ vai hỏi trưa nay có rảnh không đi ăn cơm. Điểm cộng điểm hay không không quan trọng anh em ạ. Mai Văn Thái nhá, đi lính được cộng điểm nhưng mà không không ăn thua đâu. Ví dụ như mình này, mình là con thương binh này, cộng 40 điểm này, nhưng mà cộng điểm toán thôi. Đấy, mình thì trước thì mình cũng có xây dựng một cái nội dung, cái đề cương hướng dẫn thi toán của IELTS Japan, nhưng mà rất là nhiều nội dung, mình cũng mới xây dựng được khoảng 15-20% thôi, mình chưa xây dựng xong bởi vì mình không có thời gian nữa. Không, Ben Nguyễn nha, Ben Nguyễn ơi, không được đâu. Thực tập sinh là các bạn không được. Thực tập sinh, cho dù các bạn thực tập sinh của IEM Japan hay là đi ngoài hay là đi công ty môi giới là không được nhé, bởi vì vi phạm pháp luật đấy, các bạn thực tập sinh mà. Bởi vì dưới dạng tư cách visa thực tập sinh thì các bạn sẽ được một cái công ty bảo lãnh, và các bạn chỉ có thể làm việc, các bạn có thể làm việc tăng ca, làm thêm trong cái công ty đó thôi, các bạn không được làm thêm ngoài nhé. Nhưng mà mình nghĩ rằng thời gian các bạn không có đâu, thật. Các bạn đừng nghĩ rằng là qua Nhật các bạn có thể là ngày làm 8 tiếng về để đi cày công việc khác, không có. Tốt nhất là các bạn làm việc này, rồi là tranh thủ học này, rồi hoặc là các bạn cũng có thể làm gì đấy cho vui, chứ đi làm cuộc sống nhàm chán, làm nhiều mệt. Còn muốn làm qua Nhật lâu dài thì cũng có nhiều con đường, ví dụ nhiều anh em đi thực tập sinh đi làm thì mình cũng 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 có gặp một cái senpai đi IEM Japan. Chuyện là nhà mình gần cái công trường của senpai ấy, senpai đi về thấy mấy ông Việt Nam. Đợi mình tí nhá, mình lau cái camera nó mờ mờ. Rồi. Thấy mấy anh em Việt Nam đi làm ở trong công trường ấy. Đấy là thấy đã hỏi nói chuyện, hóa ra là cùng cùng lò IEM Japan. Thế là ông ấy thi được lần hai nhưng mà thi cũng mấp mé thôi. Thế là sau về ông 25 tháng 5 là ông về. 25 tháng 5 là ông về, mà mùng mấy tháng 10 ấy, mùng mấy tháng 10 năm này luôn là ông qua lại thêm 2 năm nữa. Thì lương cũng lên được khoảng 5 man 6 man gì đấy. Bởi vì họ cũng thấy mình làm việc tốt này. Thực ra nếu mà so sánh với mấy mấy lao động phổ thông của Nhật Bản ấy, thì Nhật Bản không không đua lại được Việt Nam. Thật luôn. Bọn mình mới vào 1 năm nhưng mà so với mấy người trong công ty vào 1 2 năm, thậm chí 3 4 năm, nhưng mà họ làm việc họ họ không 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 bằng người Việt Nam luôn. Họ làm việc thật sự là không bằng người Việt Nam luôn. Đấy. Và chỉ có là họ biết lái xe ô tô, đi lái xe ô tô họ có bằng, có biết, rồi là đi ô tô thoải mái, rồi là nói chuyện nói tiếng họ giỏi hơn mình thôi, chứ ra công trường mà làm việc thì họ không bằng mình đấy. Rồi anh em có gì hỏi nữa không nào, trả lời luôn nào, nào nhanh tay comment hỏi những vấn đề liên quan đi Nhật nào. Còn đối với các bạn nữ ấy, thì bạn bạn nào ấy xác định học xong trung học phổ thông rồi đi làm giúp đỡ ba mẹ rồi lấy chồng ấy, thì mình nghĩ là đi Nhật là tốt hơn ở Việt Nam, thật luôn. Bởi vì các bạn nữ ấy, đi Nhật thì chủ yếu là những cái đơn nhà xưởng tăng ca nhiều đấy, còn nam hên xui
Ví dụ như các bạn, ví dụ như đi ngoài các bạn đăng ký một cái công ty nào đấy, họ sẽ ép các bạn, bởi vì tiền các bạn bỏ ra rồi các bạn phải theo, đâm lao phải theo lao. Các bạn ép các bạn phải đi theo những cái đơn. Ví dụ như là mấy anh em học hết cấp 2 thôi nhé, bỏ tiền ra đi mấy trăm triệu nhưng họ vẫn phải ép ép đi mấy cái đơn đơn xây dựng, đơn dàn giáo, đơn cốt pha. Đấy, họ ép bởi vì rằng bởi vì không có không không có bằng, không có bằng cấp 3. Họ ép. Ấy, em yên tâm, Mai Văn Thái, xây dựng không phải là xây dựng ở Nhật Bản, xây dựng là nó có nhiều ngành nghề khác nhau lắm. Bên công ty ráp điện nước không anh? Có nhé, nhiều lắm. Ví dụ như này, ví dụ như thế này, ở xây dựng ấy họ rất là nhiều cái ngành nghề mà ở Việt Nam chưa có, các bạn không thể hình dung được đâu. Đợi các bạn, đợi tí nhé, mình tắt cái đây không không quan trọng việc ấy. À, ví dụ như các bạn học ở IM Japan nhé, mình nói nhé, ví dụ như các bạn học Tobi này, Coffa này, thì hoặc là các bạn tham gia đi làm một cái công ty gọi là Daito, một cái công ty xây dựng lớn ở Nhật Bản, thì các bạn vào Daito thì các bạn trước khi qua Nhật ấy, họ sẽ đào tạo nghề cho các bạn, chẳng hạn như các bạn lắp dàn giáo này, làm cốt pha này đấy, họ sẽ hoặc là làm tịch kim, gọi là đổ bê tông, làm thép, cốt thép để đổ bê tông ấy. Thì họ sẽ hướng dẫn cho các bạn, sẽ học 1 tháng, học 1 tháng ở đấy họ sẽ bày cho các bạn. Còn qua Nhật làm việc, nếu mà các bạn không học ở Việt Nam, qua Nhật làm công việc cũng nhanh lắm, họ hướng dẫn đầy đủ. Rồi là những tháng đầu đơn hàng chế biến thủy sản mà mình nghĩ là không nên, thủy sản mà mình nghĩ là không nên. Thứ nhất, chế biến thủy sản là các bạn nên nhớ như thế này. Thờ sửa ống nước nhé, nếu mà có bằng điện ấy thì các bạn cứ đăng ký, và các bạn ở trong cái form đăng ký thì sẽ có một cái chỗ là các bạn trước đây học gì, làm gì và làm ở đâu ấy, thì họ sẽ ưu tiên. Ví dụ như là rất là nhiều anh em nha, học cơ khí rồi có kinh nghiệm đi làm cơ khí, thì họ cũng xếp mấy anh em đấy sang làm đi làm đơn đốc này, rồi là đi làm đơn hàn xì. Mình có một thằng em nhé, nó làm học học cao đẳng bên chỗ cơ khí ấy, thì qua Nhật học nó cũng sang cái công ty đi làm xì hàn ấy. Đấy, anh em nào mà có bằng nghề ấy thì họ sẽ sắp xếp đúng cái nguyện vọng luôn, bởi vì các bạn có tay nghề và có ấy. Con gái thì mình nghĩ là không nên đi làm đơn hàng chế biến thủy sản đâu, bởi vì như thế này, thủy sản ấy thì chắc chắn là các bạn phải làm trong một môi trường đông lạnh, lạnh nhé, rồi là cái mùi thủy sản khó chịu lắm, cho dù các bạn đeo mấy lớp khẩu trang nó cũng hôi thối khó chịu. Nếu mà các bạn bỏ tiền đi nhé, thành viên các bạn bỏ tiền đi, bỏ mấy trăm triệu mà đi ấy, thì các bạn có yêu cần, có gọi là có quyền, có cái quyền yêu cầu đơn. Ví dụ như là các bạn cứ nói thẳng, em chỉ đơn đi đơn điện tử thôi, hoặc là đi đơn CNC thôi, hoặc là đi đơn đơn gì đơn công nghiệp ấy. Còn các bạn là bỏ bỏ tiền mà đi mấy cái đơn như là gì nhỉ, đúc nhựa thì cũng không ăn thua đâu nhé, mấy đơn đất đúc nhựa cũng không ăn thua, lương thấp, tăng ca không có mà việc không đều. Rồi là mấy cái đơn chế biến thủy sản cũng không nên đi này. Đấy. Rồi là mấy cái đơn may nữa cũng không nên đi, mấy cái đơn mà liên quan đến công nghiệp ấy, ví dụ như là lắp ráp điện tử này, sản xuất điện tử, linh kiện điện tử này, rồi đúc này, bên CNC ấy. Đấy, bên Nguyễn nhé, con gái thì qua Nhật làm mấy cái đơn như đơn điện tử, tăng ca nhiều lắm, đơn điện tử, đơn 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 cơm hộp cũng được. Ồ, thợ sửa ống nước tiếng Nhật giỏi ghê ấy. Đấy, anh em đơn cơm hộp cũng được, đơn 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 chế biến cơm hộp ấy cũng được, hoặc là đơn nào làm trong siêu thị nó cũng nhàn việc hơn. Đấy, còn con gái mà có bằng điều dưỡng ấy thì cũng nên đi.
lương cao. Đấy. Rồi, anh em có hỏi gì nữa không? Bên này cũng mới 9 rưỡi thôi. Mình ở khách sạn mai đi làm muộn, gần công trường mà. Anh em xem đầu tư chi mô, chưa có đầu tư chi hết. Đang tối nay đang xem cái nó Osmo Rocket gì đấy để làm video đi chơi ấy. Mình ở gần Tokyo mà mình thích đi lắm. Mình đi nhưng mà mình đi hay đi một mình, không ai quay cho cả, thế nên là muốn kiếm một cái thiết bị. Nhưng ví dụ như là cái điện thoại mà mình đi vào gym này, nó cũng quay cũng nét cực kỳ luôn, nhưng mà do là cầm rất là chướng. Ví dụ như các bạn cầm một cái to này đúng không, máy quay mà dơ lên to to như thế này chướng lắm. Ờ đúng rồi đấy, Cường đấy, làm phim nghiệp dư đấy, xem rồi. Nhưng mà mình ngại một cái là pin, pin của con ấy không có rời, nó pin nguyên khối trong máy. Mình sợ mình đi nhiều, mình quay nhiều rồi là không ấy được, không 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 quay được. Nhưng mà chắc là cũng được. Ờ, học đi, cố gắng học đi, thở xuống nước, học đi. Học, nếu mà học cao đẳng ấy, học cao đẳng à, bên ống điện cái gì đấy, rồi học bạn bạn học thêm N4, học thêm N4 là chắc ăn rồi. Sau đấy đi đơn kỹ sư, vì kỹ sư nó lương cao, với lại nó nhiều quyền lợi hơn so với đi thực tập sinh nhá. Cố gắng học, học cho tốt, đầu tư, bớt chơi game, bớt gái gú tán tỉnh dẹp một bên, học rồi đi kiếm tiền cái đã. Qua Nhật có tiền là có người yêu à? Đấy. Thì ngày hôm nay Liver Gym thì mặc dù là có 5-6 người thôi, nhưng mà mình cũng, anh em hỏi thì mình sẽ trả lời cho anh em. Đấy, video này thì cũng gần được 40 phút rồi. Thì anh em cứ hỏi thoải mái. Mình chia sẻ những cái thông tin, cái gì mà mình biết, còn cái gì nào mà mình nói sai hoặc là chưa đúng thì anh em có thể là comment ở phía dưới cái video này để đóng góp cho mình. Thì anh em mình cộng đồng xây dựng cùng phát triển thôi. Cái nào mình chưa biết thì mình học hỏi, còn cái nào mình biết rồi thì mình chia sẻ cho anh em. Anh em cho mình hỏi tí là mình live stream bằng cái máy này và cái điện thoại này và cái mạng này, anh em thấy là có nét không? Không có gì, Mai Văn Thái nhé. Con gái có bằng cấp 3 sang đó làm ví kỹ sư có được không? Có rất là nhiều người nhé, học học cấp 2, học cấp 3 mà định đòi đi bằng đi kỹ sư ấy, mà có nhiều cái công ty mà họ môi giới ấy, bảo là đi được ấy, thì các bạn đừng có nghe nhé, bởi vì tiền mất tật mang đấy. Họ sẽ sử dụng những cái bằng giả để cho làm thủ tục cho các bạn không đi được đâu, không nên. Con gái thì mình nghĩ là các bạn cứ kiếm một cái công ty, rồi kiếm một cái công ty nhé, đơn cơm hộp này, đơn điện tử này đấy mà đi. Còn không chạy được kỹ sư đâu, các bạn chạy được 1 năm, làm được 1 năm chưa đủ tiền tiền đầu tiền tiền chi phí đi, các bạn nó phải về nước rồi nhé. Đừng có dại nghe mà nghe họ làm hồ sơ đi 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 kỹ sư, rồi là mặc dù mình không có bằng ấy, nguy hiểm lắm, cực kỳ nguy hiểm luôn. Nào, anh em có gì hỏi nữa không? Nếu mà anh em không hỏi nữa thì mình xin phép kết thúc video tại đây. Hẹn anh em video tiếp theo. Còn anh em nào mà có thắc mắc nào ấy thì hãy cứ suy nghĩ đi. À, mình qua bên này mình làm chống thấm. Bạn Mai Văn Thái ơi, có Chimo quê Hà Tĩnh, mình quê ở Nghệ An. Mình quê ở Nghệ An anh em ạ. Nhưng mà bởi vì là khi mình nói đây có rất nhiều anh em từ miền Bắc này, rồi là từ miền Nam, họ không nghe được tiếng Nghệ An. Anh em mô mà tiếng ở Thanh Hóa, Hà Tĩnh, rồi là Quảng Bình mà mình nói giọng Nghệ An là các anh em có thể nghe được. Nhưng mà gửi tiền dễ lắm,
chỉ có tiền là về thôi, gửi về đơn giản lắm. Các bạn ở học ở Am Japan ấy, khi mà các bạn qua Nhật ấy, các bạn ở trung tâm ấy, thì bên chuyển tiền ấy họ cũng sẽ đến hỗ trợ cho bạn. Và mình hiện tại thì đang sử dụng cái dịch vụ chuyển tiền của Decom. À, nó chuyển rất là rẻ và nó chuyển rất là an toàn, uy tín. Và với lại cuối năm ấy, như đợt vừa rồi nó làm mình làm cái hồ sơ mà nộp cho cục thuế ấy, để miễn giảm thuế ấy. Thì khi các bạn mà làm cái miễn giảm thuế thì nó có một cái yêu cầu gọi là một cái giấy 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 chứng minh chuyển tiền cho người thân đấy. Thì mình đã lưu lại mấy cái hồ sơ đấy rồi, thì hôm sau mà mình nhận được cái tiền tiền thuế đấy thì thành công ấy, thì mình sẽ làm video hướng dẫn cho anh em đấy. Mình đã cũng chụp lại mấy cái bản tiếng tiếng Việt tiếng Nhật rồi đấy, hướng dẫn anh em chuyển tiền về dễ lắm, chỉ là có tiền thôi. Còn qua Nhật bên này em Japan họ sẽ hướng dẫn cho mình, rồi là làm Decom cũng dễ ẹc à. Các bạn qua Nhật các bạn lên gặp Decom, đọc tên địa chỉ, hôm sau có một cái thẻ chuyển tiền đơn giản lắm, cực kỳ đơn giản nhé, yên tâm. Rồi có ai hỏi chi nữa không hỉ? À anh sang bên này làm chống thấm nhé. Nói anh em cực kỳ khó hiểu lắm. Ôi cảm ơn Lát đã xem video từ đầu đến cuối nhá. Anh làm chống thấm lương tháng cũng được 9 chục, làm chi được. Làm công việc cùng vui vẻ với mọi người. Thì các bạn nào mà muốn biết cái công việc của mình ấy thì lên Google nhé, bởi vì mình mô tả anh em không hiểu được đâu. Anh em lên Google gõ cái cụm từ là hồ 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 điều tiết thông minh thành phố Hồ Chí Minh, bể chứa thông minh đấy. Các bạn nào mà hay xem mấy cái thời sự liên quan đến ngập úng của Hồ Chí Minh ấy, thì người ta nó cũng đang đang chuẩn bị một cái đề án mấy nghìn tỷ xây dựng những cái hồ điều tiết thông minh, hồ điều tiết thông minh công nghệ Nhật Bản nhé, hồ điều tiết thông minh công nghệ Nhật Bản. Mình là làm cái đấy, làm khá chắc nghề rồi đấy, giờ về Việt Nam là thuộc dạng bậc kỹ sư của cái ngành nghề này luôn, thề luôn, về Việt Nam mà đi làm cái này là bậc kỹ sư ở Việt Nam luôn, biết hả, làm một năm là biết hết việc rồi, không có một cái việc mô mà mình không làm được, kể cả mấy cái việc yêu cầu tay nghề cao khó, rồi là mấy cái liên quan đến tính toán ra công trường mình cũng làm được. Về Việt Nam là nếu mà nhận lương là phải nhận lương kỹ sư chắc tay đấy. Thì cũng mong sau này mà về Việt Nam ấy thì tất nhiên là mình có cái hướng phát triển nghề nghiệp của mình khác, nhưng mà ví dụ như là về Việt Nam họ thiếu cái nhân lực mà bên cái chống thấm này, mà của công nghệ Nhật Bản thì nó bên công ty tổng công ty Sekisui ấy, có một cái công ty gọi là chống thấm này Sekisui, thì đúng chính cái công ty Sekisui này nó qua làm việc với cơ quan của Hồ Chí Minh ấy, thành phố Hồ Chí Minh ấy, để làm cái một họ đã từng làm nhé, đâu chục đâu, lương được mười mấy củ, vui thôi, làm vui vẻ rồi là mình làm cảm thấy thoải mái, có sức khỏe là mình làm. Còn mà cho dù lương cao mà làm áp lực rồi là làm buồn tẻ rồi, hoặc là họ họ xem mình không ra gì thì mình cũng không nên làm đâu, thật luôn. Đấy, còn nếu mà về thì cũng có thể là làm được. Thôi, hình như là hết rồi, không có cái chi để hỏi nữa. Thì cũng 45 phút rồi, cũng bằng một hiệp đấu giữa Việt Nam và Malaysia rồi. Thì chúc anh em buổi tối vui vẻ nhé. Chúc chúc đội tuyển Việt Nam vô địch. Phê lắm. Nha, tạm biệt anh em nhé. Hello, tạm biệt anh em. Hẹn lại anh em trong các video tiếp theo nha. Bye bye. Hello, cảm ơn Mai Văn Thái nha. Cảm ơn thợ sửa ống nước nha. Bye bye.